cơm dùng cơm đi mà đi em dùng cơm thì gọi anh dẫn em đi gặp mẹ ba mẹ. Em mấy đây đẹp mà em đó. Mà nghe tiếng nhạc đằng kia luôn á, tính ra mình chạy không được xa cũng nghe dẫn không sao, không nói ở đây nó hiện đại thì nó hợp, còn bên kia là cái bên hồi xưa 20 năm trước là nhạc nó cũng có sập sình lắm. Mình quay nhà này phải không em? Nhà mình mua. Nhà nào mua đó, đúng rồi, còn nhà kia là bà mẹ. Dạ. Mình vô mình cứ ở nhà này đi. Chỉ có một lần qua cái bên ngoài hay là tốt sao luôn. Đi qua ngoài cái bên ngoài xin ngồi rảnh. Ủa mà cần nhà cùng một chủ không? Nhỏ bác hỏi à. Con có đồ đi cho nó mẻ mang cho nó hả? Hả? Ừ. Chị cảm ơn. Sao đây mình không có đụng chạm được cái ai tên, mình quay góc má nào cũng được. Ở sao cũng lỏng hết rồi. Cảm ơn cái này, chị cảm ơn cái nhà. Anh em cứ ngồi xin cái nhà. Thôi rồi, thôi đi, qua bên đây luôn đi anh này. Dễ với con thì dễ với con. Đó là cái đó mình làm. Nhưng mà trước tôi quay nha. Cái bên đi, rồi nhặt cái bên đi. Ba mẹ con. Dạ. À, còn nhà giữa là nhà của ai con? Dạ nhà của bác hai con. À, thế ông gia đình ở chung gì vui á, hay á. Cảm ơn con trai nha. Dạ. Ừ. Con trai làm gì, cô đang có làm phiền nó không? Dạ không. À. Dạ cảm ơn con. Nhà qua 10 giờ trước nhà con này chú Cưng Thái tặng con đó. Ăn cơm đi các em ơi. Giờ ăn tới rồi. Nào đi thôi. Đi chứ không luôn. Đây là ông dép tuốt ngoài nhà bà nhà này. Đâu? Nhà mua cũ chứ bán luôn rồi, đâu còn gì nữa đâu. Biết đâu. Đây đấy nghe. Chị đang ở Việt Nam em. Em nói xong rồi. Năm 7 về Mỹ. Chị về Mỹ được 1 tháng. Sau chậu được lên hết rồi. Xong cái anh chị đang chứng minh anh nói gì đó. Gọi đất luôn đi ha. Đeo quay phim cho nhà em nha. Dạ.
Được rồi, con mang thịt heo. Rau về cũng tươi nè. Có luôn, chị cũng ăn, rau là ăn. Gắn đi, gắn đi tiến độ nha em. Không tiến độ nha em. Dạ, nhưng mà chị nghĩ cái tiến độ đi. Rồi chừng nào nó leo, leo thì leo thôi. Nếu mà được cái gì làm đúng lịch luôn. Ha. Dạ 14, 15 á, 13, 13, tầm 13 ngày mai là show của quán ngôi sao Việt Vườn. Trời ngày chủ nhật là mọi người muốn rồi. Chứ mà người ta tiền hỏi đâu ta. Trời ơi. Ai xài xài cho lỗ thôi. Ai xài xài mà, nó đi mới cho hết à. Dạ, nhất là ủng hộ mấy cái em mà. Dạ, nhiều lắm. Rồi đã vậy rồi đầu tư vô hội quán. Biết bao nhiêu tiền thì giờ có lấy lại tiền đâu. Ta nói đầu tư thì giờ lấy tiền cắt. Cũng chưa lấy được. Có cái là con cần nghe, không phải là con gì luôn nữa. Ừ, gương bò á. Con vẫn còn nhân sự cùng quân là giờ cũng đi không có thích nữa. Cho nên con tranh thủ con làm gì được làm. Bây giờ giá công ty không sản xuất nữa. Rồi anh về mỗi năm bán luôn hàng à. Qua mảng kinh doanh. Được. Cũng được kinh doanh nước khác. Giờ như chỉ còn có một mảng là mình sẽ ra bên thôi. Được. Mình đây nhỉ. À. Trời, có chỗ này ngồi em cương là sướng quá. Ăn xong rồi nằm ra ngủ luôn. Thôi. Em giờ từ đây đến tối là mình quay đây thôi không em? Đem. Dạ vậy, có chỗ gì? Thôi đỡ á. Vậy thì quay nhanh hơn. Có chỗ. Má hả? Nó mừng, nó muốn làm gì vậy đó. Làm hồi làm biến thôi. Nhưng là làm biến rồi má ha. Hôm nay live show của con với má. Cá ngon quá. Mới cơm có ngọc rồi nha. Nha. Không những cái với rau nè. Chị ăn rồi bột tới một ăn. Mấy chị ơi, canh của chị có mời ra mức thương nè. Em nói gì rồi. Thân bột dân xuất màu. Giờ đó dân dạy là tôi giờ đây. Nó lập bạc hơn. Tùy lâu lâu đó. Nhưng mà qua ăn một tiếng, ăn một miếng một tiếng. Miếng em thấy em ăn ít nhưng mà không ăn hết nữa, chịu không nổi. Đàn ông á thì lại tinh bột á dễ tiêu hơn. Còn thấy không, đàn bà tinh bột khó tiêu lắm. Má ăn có chút nước đây nè. Dạ mà phải ăn không ăn hàng lát tội đàn nó nổi vô mà chứ không muốn ăn cũng có thật nữa. Ăn tức chưa đó hả? Có tinh không? Một tô chỉ có mang buổi sáng nửa chiều ăn nữa thôi. Nếu mà mua rồi đó, mua về nhà nó là bác cái ăn vội. Còn đi chỗ ấy là tình một buổi. Chưa giờ má ăn ít vậy hả? Ít vậy đó. Anh ra anh ta hỏi cho mấy không mập. Mập cho nổi. Đúng rồi, giữ eo đẹp. Không phải giữ nhưng mà mình không tạng ăn được con biết không? Tặng dạ, người. Ừ, không quen vậy à. Nhưng mà con thấy vậy đẹp. Nhẹ nhàng. Nhẹ nhàng. Sức khỏe. Đi chua ngon á. Đi chua ngon. Cái này như là cái đắng. Nhưng mà cái ngọt, nó dính nhỉ. Có ăn vậy là xong rồi đó hả? Dạ, đúng rồi. Năng lượng tràn trề. Chị Lý ơi. Nè. Không mà mình biết khô mình chạy sớm chơi đó, lát tới chiều là mình khỏi làm luôn. Lát mình nhậu xỉn thì nó ca múa xua nó còn chết mình chứ. Nhưng mà đám dỗ dưới quê là từ sáng tới tối không anh? Ừ. Thế là tốt này ra, tốt kia vô. Mà mình biết mà mình bảo cho mình không ở đó mình bày bố luôn không? Tại cái bà chủ nhà bánh nói là tại vì cái bịch của mình là tới 16 tay rồi. Đúng rồi. Mới đó đám tiệc đám tiệc mình không biết được. Thứ hai mình đi người ta xung phong mình phá xung quanh mà không có khác. Bởi vì nó làm ngôi sao mình đúng đúng bài luôn. Vui vẻ thằng thằng nữa
bữa lên lịch á thì là cương vừa cũng yêu cầu đổi rồi, giống như là nhà của con trẻ hồi trẻ. Nhưng mà tác giả nói không sao, lớn lên cũng phải đổi nhà chứ, mấy chục năm mà có sao đâu. Nhà đây là cũng đúng cái nào rồi diễn luôn ha. Nhưng mà hỏi con nè, ví dụ như bây giờ cái chỗ này là mát khá khá mà bệnh đồ bộ nguyên bộ thứ là cái mơ qua bệnh được không? Đẹp chứ, đẹp không? Đẹp mà. Ờ nếu được vậy là mất bệnh với bác sầu riêng là đúng nghèo lắm đây nha. Đừng có bệnh nữa mà. Bà gạch ba xấu lắm. Rồi. Nếu tôi quay bữa nay ngày mai thì tôi đổi đồ nữa. Trời cho phép cho đẹp chứ. Bữa nay được 451. Dạ xin chào khán giả của kênh nghệ sĩ Hồng Huyền. Tụi con là fan đến từ Đồng Nai và Long An. Tụi con đến đem trái cây cho cô Huyền. Cô ơi. Dạ, con chào cô trái cây. Ồ, Ngọc Dư. Dạ. Cảm ơn con. Trời ơi, đâu trái cây ngon vậy? Ủa, Thảo Thị Trinh. Dạ, con biểu tương của mình. Dạ, nè. Trời ơi, trời ơi, cái gì? Con mở ra, mở ra, mở ra. Trời ơi, sao nhiều dữ vậy nè? Trời ơi, cô Huyền đang phê, đang buồn ngủ, nhà tỉnh ngủ luôn rồi. Wow, rồi, đêm ra mời đoàn phim đi con. Cho mấy chú ăn nè. À, chụp tấm hình đi. Thanh Loan Viên Thị chụp giùm. Ủa sao đang áo? Ủa sao ba người có cái áo xinh đẹp vậy? Quay qua qua lên lên đây. Không có gì hết, tại vì sinh nhật trong nhóm 5 đứa nên em không biết tặng gì, em mua luôn cái áo cho nó. À. Chứ không có fan gì hết. Ủa này nhãn là nhãn ở đâu con? Đồng Nai. Đồng Nai hả? Ngon quá. Rất ngon. Nhãn là nhãn tiêu quế. Cơm dày. Hột vừa mà ngọt mà nhãn thì nhãn là nhãn ráo hả? Rất là ngon. Dạ nhãn thái. Nhãn thái là tiên quý gì đó hả? Cảm ơn các con. Dạ. Rồi bây giờ đem ra ngoài để mời mấy cô chú mấy anh chị ăn con. Dạ. Rồi, đâu để bàn đi rồi sách nguyên bịch nhãn ra ngoài để nói mời mấy chú mấy chị rồi ăn nhãn. Dạ. Để ở giữa nhà nó.